đoàn đã đến động viên thăm hỏi và trao số tiền hơn 45 triệu đồng cho em Lê Trà My, thôn 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê. Ở tuổi 18, em đã phải gác lại giấc mơ đèn sách để ở nhà nuôi bố bị tai biến, mẹ bị tai nạn gãy xương đòn. Và cách đây không lâu, em bị phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Dẫu một người chị trong gia đình đã tự nguyện hiến thận, nhưng ngay cả kinh phí cấy ghép, chăm sóc, phục hồi giờ đây cũng trở nên quá sức với gia đình em. Trước đó, từ sự lan tỏa của chương trình Vòng Tài Nhân Ái HTTV, các tổ chức cá nhân hảo tâm cũng đã ủng hộ em Trà My với số tiền 400 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn đã đến trao số tiền hơn 45 triệu đồng cho em Hà Văn Học, 13 tuổi, thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Em mất cha từ khi còn trong bụng mẹ. Sau đó mẹ cũng bỏ nhà, bỏ con ra đi khi em chưa hết thôi nôi. Điểm tựa cậy nhờ duy nhất của em là ông bà nội. Thế nhưng gần đây bà nội bị tai nạn gãy chân ông nội dần mù lòa, cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm phần vất vả. Đoàn cũng đã đến động viên thăm hỏi, trao số tiền hơn 54 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Thân, thôn 11, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. Hoàn cảnh chị vô cùng khó khăn khi chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi mẹ chồng và hai con nhỏ. Thế nhưng cách đây chưa lâu, chị bất ngờ gặp nạn, phải nằm liệt giường, thường xuyên lên cơn co giật mê sảng. Hiện chị đang được điều trị tại bệnh viện sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh. Như vậy từ đầu năm 2024 đến nay, chương trình vòng tay nhân ái HTTV đã kêu gọi được số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.